tour lịch dài 14 km và chảy qua 6 quận huyện của Hà Nội, bao gồm Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàng Mai và Thanh Trì. Dưới sức ép của quá trình đô thị hóa và sự thiếu ý thức của người dân, sông Tô Lịch và nhiều sông nội đô vẫn được coi là dòng sông chết. Mặc dù hàng chục năm qua, thành phố Hà Nội đã nhiều lần triển khai các phương án cải tạo sông ô nhiễm. Sông Tô Lịch hiện không khác gì ao tù hay như cống nước lộ thiên khi phải hứng chịu hàng trăm nghìn mét khối nước thải sinh hoạt ngày đêm xả thẳng xuống. Nhìn từ trên cao, nước sông đen ngòm, đặc quánh. Sống ở đây là bị nhiều bệnh về đường hô hấp lắm. Bảo là sống ở đây không bị viêm xoang thì hơi phí. Nhiều mùi nhiều lắm ở đây. Cái hôm như này là lúc nào mình phải đeo khẩu trang. Toàn nước lỗ rãnh của làng xóm dùng xong nó chảy ra lỗ rãnh, xong nó chảy ra sông. Thỉnh thoảng đó thì nước hồ nó người ta mới thả. Không chịu cũng phải chịu. Quen rồi. Đoạn ngã ba sông Tô Lịch giao với sông Nhuệ cùng một màu đen đặc, khi cả hai sông này đều trong tình trạng ô nhiễm nặng. Trạm điều tiết nước Thanh Liệt, quận Hoàng Mai, thuộc khu vực hạ lưu sông Tô Lịch, thường xuyên trong tình trạng đóng chặt cống. Trong khi đó, dự án hệ thống cống gom nước thải sông Tô Lịch dài 21 km, đến giờ phút này công trường thi công vẫn ngổn ngang. Chúng tôi rất là mong muốn thành phố sẽ sớm để giải quyết những cái vấn đề về dòng sông gây quá ô nhiễm. Chúng ta đã có giải pháp nhưng giải pháp chưa đồng bộ, cũng do là vì chúng ta chưa đầy đủ kinh phí, cho nên phải nói là nó chỉ gọi là manh mún hoặc lõm bõm từng chỗ từng nơi, không đồng bộ và cuối cùng nó lại ô nhiễm trở lại. Nghị quyết quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, đạt mục tiêu giải quyết triệt để ô nhiễm sông Tô Lịch. Trong đó, Hà Nội sẽ nghiên cứu xây dựng đập Xuân Quan trên sông Hồng, đập Long Tử trên sông Đuống để dâng nước, cải thiện khả năng lấy nước vào hệ thống thủy lợi, phục hồi sông Nhuệ, Đáy và Tô Lịch. Theo chuyên gia, để hồi sinh các sông ô nhiễm hiệu quả, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các tỉnh thành trong lưu vực, đặc biệt là những địa phương đầu nguồn. Ngay trong nội của một quốc gia thì các cái tỉnh, thành phố sống cùng trong cái lưu vực sông đấy phải có sự chia sẻ từ anh đầu nguồn, giữa nguồn cho đến anh cuối nguồn. Đúng không ạ? Muốn không ô nhiễm thì phía trên đầu nguồn đừng có xả bẩn. Luật Tài nguyên nước 2023 được Quốc hội thông qua cũng đã tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến phục hồi các dòng sông như quy định cơ chế, chính sách về tài chính cho hoạt động phục hồi nguồn nước để có cơ sở huy động, phân bổ nguồn lực phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm. Thưa quý vị, người nghỉ hưu trước năm 1995 là một trong ba nhóm đối tượng được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất quan tâm khi xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Và đây là tín hiệu vui cho nhóm đối tượng này, bởi thời gian vừa qua thì họ đã phải chật vật với cuộc sống khi lương hưu thấp hơn nhiều so với mức lương tối thiểu vùng. Về hưu từ năm 1981, sau nhiều lần chỉnh tăng lương, hiện mỗi tháng ông Lê Duy Phát cũng chỉ nhận vỏn vẹn 3 triệu đồng tiền lương hưu. Dù đã sống tiết kiệm, thế nhưng tình trạng giá cả leo thang ngày càng khiến cuộc sống của ông Phát gặp không ít khó khăn. Chắc chắn là eo hẹp rồi, tại vì nếu tính bình quân ngày có 100, đúng không ạ? Thế còn chưa nói những cái chuyện khác nữa, điện nước thì cái gì ấy. Ngay kể cả là ăn sáng cũng chưa bao giờ tôi biết được ngoài quán xá ngoài đường như thế nào. Không chỉ ông Phát mà nhiều người cao tuổi nghỉ hưu trước năm 1995 cũng đang phải đối mặt với nỗi lo tài chính ở độ tuổi gần đất xa trời. Chẳng hạn như bà Toan, sau cơn tai biến, giờ đây bà chỉ nằm một chỗ không cử động được. Ông Hải hàng ngày vẫn phải túc trực chăm sóc vợ mình. Bà như vậy nằm khoảng như gần chục năm nay rồi và lương có 3,7 triệu. Cái việc phải mua thuốc cao để điều trị hết tháng này sang tháng khác là sự thực là rất tốn kém, con cái phải hỗ trợ thêm ít. Đấy, ví dụ như việc thuốc men chẳng hạn là con cái phải hỗ trợ thêm. Phần lớn nhóm đối tượng này nghỉ hưu sớm trước tuổi, nghỉ việc theo chế độ mất sức lao động với thời gian làm việc ngắn, ảnh hưởng đến mặt bằng chung về mức hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Vì thế mong mỏi lớn của họ là mức lương hưu tiếp tục được quan tâm cải thiện. So sánh với những cái cuộc sống nói chung ấy, thì nó chênh lệch nhiều quá. Nhiều người đã cao rồi lại cho tiếp, mà những người thấp thì quá ít. Thế thì ví dụ như tăng cho họ thì họ lại được 4-5 triệu, nhưng mà riêng những cái người thấp như bọn tôi chỉ được mấy trăm đấy, 300-400 thôi. Thế là nó quá chênh lệch. Đấy là cái mà tôi cảm thấy là nó không công bằng. Trước năm 1995
thì trước hết mặt bằng tiền lương của chúng ta rất là thấp. Vấn đề thứ hai, chính sách lương lúc bây giờ, cái việc nâng lương theo niên hạn ấy, là hạn rất là hạn chế, về hưu thì nó thiệt thòi hơn. Tôi nghĩ đợt này thì chắc là đối với các đối tượng này chúng ta cũng phải điều chỉnh cho họ cao hơn cái mức điều chỉnh chung, do cái mặt bằng, do cái chính sách của chúng ta nó thay đổi. Khó mà có thể san bằng lại được cái việc đó, nhưng mà cái khoảng cách giữa người về hưu sau năm 95 và trước năm 95 càng ngày nó càng giảm đi. Đến thời điểm này, người cao tuổi về hưu trước năm 1995 hy vọng việc tăng lương hưu vào tháng 7 sắp tới sẽ giúp giảm bớt gánh nặng của tuổi già. Điều này cũng góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa những người đang hưởng lương hưu. Bộ Nội vụ đã nhất trí với đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Vào ngày 4 tháng 4, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có công văn gửi các cơ quan liên quan lấy ý kiến về đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lý giải việc hoán đổi ngày làm việc giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc hoán đổi cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thưa quý vị, tập đoàn Đôi Dép được xem là một trong những ông lớn trong đầu tư về các lĩnh vực du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng. Tuy nhiên thì hầu hết các dự án đều vi phạm trật tự xây dựng, luật đất đai. Thế nhưng đều được chính quyền địa phương cho khắc phục và bổ sung hồ sơ để đi vào hoạt động. Việc tập đoàn Đôi Dép liên tục nhờn luật và chính quyền địa phương thì luôn nhún nhường đối với nhà đầu tư có tiềm lực sẽ tạo tiền lệ xấu cho các nhà đầu tư khác. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Quốc hội tại Lâm Đồng. Dự án Tea Resort Bobla có diện tích hơn 5 hecta tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Từ khi được triển khai, chủ đầu tư đã có các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng với nhiều hạng mục công trình sai so với giấy phép và xây dựng không giấy phép. Các sai phạm đã được cấp có thẩm quyền xử phạt tại các quyết định số 1786 ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và quyết định số 1608 ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân huyện Di Linh. Đến nay, dự án đã đi vào hoạt động kinh doanh. Hôm nay thì với một khố công trình mà hạng mục công trình mặc dù vi phạm nhưng mà hiện nay thì kiểm tra lại nếu phù hợp các quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất, quy xây dựng thì chúng tôi chỉ đạo là các ngành của huyện là hướng dẫn các thủ tục cho công ty để mà cấp phép lại đúng theo quy định đối với hạng mục công trình đã hoàn thành. Còn đối với các cái hạng mục công trình vi phạm đã bị xử lý vi phạm chính mà qua kiểm tra các quy hoạch mà không phù hợp hoặc là trái quy định pháp luật thì chúng tôi cũng chỉ đạo là xử lý nghiêm túc trên cơ sở là chỉ đạo của Ủy ban tỉnh và Sở Xây dựng. Tương tự tại đèo Bren, vùng giáp danh giữa thành phố Đà Lạt và huyện Đức Trọng, dự án Tea Resort Bren thuộc tập đoàn Đôi Dép cũng bị cơ quan chức năng xác định chủ đầu tư đã tổ chức thi công xây dựng 7 công trình, hạng mục công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp, 16 hạng mục công trình không có giấy phép xây dựng. Sau khi xử phạt, chủ đầu tư được cho sửa chữa, bổ sung hồ sơ thiết kế các hạng mục làm sai và cũng đã đi vào khai thác vận hành. Xây dựng không phép mà trong cái quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt và đất đai đã chuyển mục đích sử dụng đất thì đáng ra họ phải xin cấp phép xây dựng để thi công thì họ không làm thủ tục cấp phép xây dựng một số hạng mục nào thì là biện pháp là xử phạt vi phạm chính. Việc này Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm chính và yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành thủ tục. Việc tập đoàn Đôi Dép liên tục sai phạm và chính quyền địa phương liên tục cho khắc phục thể hiện sự thiếu tôn trọng pháp luật, quy hoạch và chủ trương đầu tư của địa phương từ phía nhà đầu tư. Bên cạnh đó cũng phần nào cho thấy sự nhún nhường, cả nể trong công tác quản lý của chính quyền khi đứng trước nhà đầu tư có tiềm lực nhưng thiếu tinh thần thượng tôn pháp luật để làm gương cho các nhà đầu tư khác khi đến với Lâm Đồng. Chấp nhận bỏ số tiền lớn để đưa thú cưng của mình đến phòng khám có mác là tiêu chuẩn quốc tế, thế nhưng điều trị không khỏi, thậm chí làm chết thú cưng. Đây là phản ánh của nhiều khách hàng. Vậy thì thực hư câu chuyện này như thế nào và bác sĩ nước ngoài thì liệu có cấp phép hoạt động thú y tại Việt Nam? Hãy cùng phóng viên của truyền hình Quốc hội tìm hiểu ngay sau đây. Chị Mai và những khách hàng khác chấp nhận bỏ số tiền lớn để điều trị cho thú cưng, thậm chí đắt hơn cả cho người. Tuy nhiên, quá trình điều trị tại Animal Doctor International lại không minh bạch, không cho khách hàng tiếp cận thông tin. Về sau tôi mới biết là trước khi đưa cho tôi em mèo thì họ đã tiêm thuốc butorphanol là một loại thuốc an thần dạng cực mạnh lên hệ thần kinh.
Và cái thuốc này nó có tác dụng để trợ tử. Những cái thuốc mà những cái phòng khám thú y khác đã nói là khi tiêm vào thì động vật sẽ nói chung là nằm ngất ra đấy và mất dần ý thức và coi như là chết. Sau cái trải nghiệm này thì sự mình tôi cũng nghi ngờ là chưa chắc họ đã có chứng chỉ hành nghề, có thể họ có ở bên nước của họ nhưng mà theo như tôi thấy thì thế thì lại còn không bằng bác sĩ ở Việt Nam. Tại vì sau đó khi tôi đổi viện thì thực sự là tôi thấy mèo nhà mình nó khá hẳn lên. Không rõ là thú cưng đến cơ sở này có thực sự khám chữa bởi bác sĩ nước ngoài hay không. Bởi khi cơ quan chức năng vào kiểm tra, phòng khám của ADI đã cung cấp chứng chỉ hành nghề của 4 bác sĩ thú y Việt Nam và một bác sĩ người nước ngoài là Tara O'Brien. Còn trong lịch sử khám điều trị thì chỉ thấy tên bác sĩ Việt. Bailey đã đến khám thì đã cung cấp hồ sơ sức khỏe ban đầu và lịch sử cái quá trình khám bệnh là do bác sĩ Bùi Thị Tuyết Mai là người phụ trách chính. Trong khi đó, phóng viên có trên tay lịch sử các bác sĩ điều trị trường hợp này là Miguel mà không phải là bác sĩ Tuyết Mai hay Tara O'Brien. Hồ sơ sẽ có phiếu lịch sử khám cũng như là các phiếu đơn thuốc là đều có những cái list của danh mục hết. Ghi hiện tại thời điểm kiểm tra nó có những đúng ngay rồi. Chứ là trong cái bao trang bây giờ hỏi làm sao anh biết ông nào khám được. Có thể thấy sự lúng túng trong quản lý nhà nước đối với các phòng khám thú y không chỉ về mặt quản lý, cấp phép cho bác sĩ hành nghề mà còn ở câu chuyện sử dụng thuốc butaphanol, một loại thuốc hướng thần đặc thù.